Hai Tám chào tất cả mọi người. Bữa nay Tám vừa đi biển về, có đem ít hải sản về nấu cho hai nhóc ở nhà ăn. Lâu rồi Tám không ra video nấu ăn, nhưng Tám bữa nay sẽ bắt mớ hải sản về. Hải sản rất là tươi vì Tám mới đi biển về luôn. Đây là những hải sản Tám vừa bắt về này. Đây là những con ốc bèn tay với lại ít con hào hương, nhâm về vài con cá. Bên kia là hai đứa nhóc của Tám nha mọi người. Tám thì được hai cháu. Giờ Tám sẽ theo vô trong vườn thanh long để mà làm những hải sản này. Mời cả nhà vô trong vườn thanh long làm hải sản. Đây là hai bịch hải sản. Giờ thì đi thôi. Những con hải sản Tám vừa mới bắt về còn sống luôn mọi người, nó thuộc vào luôn. Nay Tám sẽ làm những món nướng nha. Ốc này là ốc bàn tay, ốc bàn tay 5 ngón. Còn bên này là con nhum nè, nhum sò. Tháng này gặt rất nhiều, thương lái mua 15.000 một con. Còn con cá này là cá thoát giáo nha mọi người. Gọi là cá thoát giáo. Thịt nó rất là thơm. Con hầu hương nè. Hầu hương đi gần đảo Phú Quý thì còn những con như thế này là to thôi. Chứ ít còn những con to như khu vực Trường Xanh. Những con ốc này thì Tám sẽ để nguyên con nướng nha mọi người. Lát Tám sẽ đập khoảng 2 con thôi. Đập khoảng 2 con ra cho mọi người xem thôi. Giờ thì Tám sẽ sắp ra đây. Năm con nha mọi người. 5 con do gia đình Tám chỉ 4 người nên Tám sẽ mua 5 con. Mỗi thứ 5 con rồi. Còn hầu hương. Hầu hương thì lát Tám sẽ làm ra cho mọi người biết cách làm. Cũng 5 con hầu hương luôn. Nhâm cũng 5 con luôn nha mọi người. Cũng 5 con nhâm. Rồi, giờ thì Tám sẽ làm. Rồi mọi người, con nhum thì nó sẽ có cái răng là cái miệng của nó nha mọi người. Bên này là cái miệng, còn bên cái lỗ này là cái đầu của nó này. Mọi người để ý khi làm nhum thì không nên chọt bên đầu này, thì phải chọt từ cái miệng của nó này. Con nhum thì phải làm từ cái miệng. Nếu mà mọi người không biết làm từ cái đầu bên kia thì coi như cái vỏ con nhum bị bỏ luôn, không sử dụng để nướng được. Mọi người cũng để ý thêm là nước nhum rất là sót nha mọi người. Không biết văng vào mắt thì sẽ rất là nguy hiểm. Về những cái gai của này cũng đâm rất là ngứa. Nó đâm vào tay thì ngứa rất là lâu. Tầm khoảng hơn nửa tiếng thì nó mới sẽ hết ngứa. Nhưng khi hết ngứa thì nó sẽ rất là đau. Nước nhum thì sót lắm. Mà người làm ở nước thì không may tắm phải nước nhum thì rất là sót. Con này chắc cũng rất nhiều gạch nè mọi người. Và gạch nhiều lắm. Tám chưa lấy dây sạch nên sẽ thấy gạch nhiều. Phải cắt thịt rộng ra. Cắt rộng khi mọi người nướng xong thì cái muỗng nó sẽ dễ múc vào hơn. Nếu mọi người không cắt rộng ra như thế này để nhỏ như hồi nãy thì khi nướng xong
miệng nó sẽ nhỏ, về cái muỗng mình sẽ khó để múc dê ăn nha mọi người. Con này gạch rất nhiều. Khi cắt dê xong vậy thì sẽ xủ là nước. Xủ là nước như thế này. À, xủ nước như thế này và khơi bằng tay dê. Những thứ màu đen nha mọi người. Những thứ màu đen này nếu không làm sạch thì nó sẽ bị hơi tanh. Nó tanh là cái thứ đen này thôi. Cái miệng của con nhum này mọi người. Đập làm nhum thì sẽ bỏ cái miệng này thì mới nướng được. Nếu mọi người không biết làm cái đầu bên kia nó sẽ còn cái miệng như thế này thì sẽ không bao giờ nướng được. Nó sẽ chảy trứng dê hết nha mọi người. Đây nha mọi người, nhum để làm sạch là nó sẽ sạch như thế này nè. Sạch hết những cái gạch màu đen. Và còn lại những cái gạch màu vàng thôi. Đây là con hào hương. Mọi người làm hào hương thì nếu hào hương nướng thì mọi người nên lấy cái mặt u của nó nè. Mặt u của nó sẽ giữ cái hào lại và giữ những miếng trứng mình đổ vào, nó sẽ không rơi, không chảy ra ngoài nha mọi người. Nếu mọi người lấy mặt này thì bỏ lên nướng nó sẽ cũng không thăng bằng. Chỉ có mặt phía ngoài này thì nướng nó sẽ cân bằng nha mọi người. Nếu mọi người lấy mặt này thì phải đập bỏ cái mặt này đi. Mọi người đập thì không nên đập ngang như thế này, nó sẽ không bể. Và đập chỉ còn đập cái miệng nhỏ như thế này thôi nè. Đập miệng nhỏ như thế này thì nó sẽ bể dê. Nếu bể dê thì mọi người chỉ còn khải xét cái miệng hầu của nó thì nó sẽ chuột dê hết. Không cần thật những mũi dao vào sâu cho mệt. Chỉ còn nẹo xét cái vành của nó thì nó sẽ dê. Đây mọi người. Nó mọi người nhớ làm sạch những cái miệng hầu, nó sẽ đóng vào đây. Những cái mảnh của con hầu nó sẽ đóng vào đây. Khi mọi người không làm sạch thì nó sẽ ăn, nó sẽ mỉ răng nha mọi người. Về lấy cái gan của này nó dê này. Con hầu thì sẽ lấy gan về lấy cái mang này bỏ luôn. Mang này sẽ không ăn được. Chỉ còn cái cùi không này mọi người thấy không? Còn nguyên rồi cái cùi thôi. Về cái vành của nó. Vành của nó thì người lép sẽ rửa sạch lại. Sẽ rửa sạch lại. Cái vành nó cũng sẽ dính những cái dăm. Dăm bở của mình, con hầu mình vừa đập nha mọi người. Nên lấy cái men này dây hết. Đây là cái nắp hoàn chỉnh của con hầu. Về mình nướng thì trứng nó sẽ dính vào đây. Không chạy trứng dậy được. À, mọi người, nếu mà mọi người không thích lấy vỏ thì đập về, đập dê về luộc cho gọn. Đây mọi người, sẽ đập như thế này. Mọi người thấy bàn tay của mọi người sẽ cầm khớp về luôn. Nó để tạo sẵn rồi mọi người, nó sẽ cầm khớp về như vậy. Mọi người nhớ đeo bao tay nha. Cầm khớp như vậy về đập như thế này nè. Đập rất là mạnh vào. Rất là dễ mọi người. Tập khoảng 3 đến 4 búa thì nó sẽ bể như thế này. Nếu luộc chín thì chỉ còn khơi dê về rút dê là có thể ăn được. Còn nếu mọi người còn sống như thế này mà muốn luộc gọn hơn thì sẽ đập như thế này. Đập bể dê hết luôn. Nó sẽ bể dê hết. Mọi người nhớ đeo bên tay vào và lặn lên bên vải sẽ dê. Đây mọi người. Rất là gọn gàng. Gọn gàng như thế này nha mọi người. Bởi vì con ốc bàn tay nó để tạo sẵn dàn mọi người. Chỉ còn cầm vào cái thế này và đập như thế này thôi là nó đẹp bể.
nó để tạo hóa ra cho mọi người biết cách để đập nó, chứ không nên không đập như thế này. Đập như thế này thì bể dê nó vẫn khó lái hơn. Chiếc tạo hóa dê này nó để như thế này rồi nha mọi người. Đây là cách mọi người không lái vỏ. Mọi người không lái vỏ thì đập như cách 18 giới thiệu nha mọi người. Như thế này luộc ăn sẽ ngon, và cái khuôn mà gạch nó sẽ còn nguyên, sẽ ăn được cái gạch nó luôn. Và nếu mọi người thích lấy vỏ thì luộc chín, và nó để có thế rồi mọi người. Mọi người để ý thì hai cái này để mọi người cầm vào và khổ mạnh xuống nha mọi người. Mọi người khổ vào những chiếc dép tổ ong lật lên như thế này, hoặc khổ thật mạnh thì nó sẽ bung ra. Nếu mọi người không biết mà khổ xuống thềm xi măng hoặc những cục sắt thì nó sẽ bể chứ nó không bung. Khổ vào những miếng cây hoặc là những cục cao su, nó có độ rung của con ốc thì nó sẽ ra nha mọi người. Nếu mọi người để cho mọi người biết cách ốc về hầu hương. Con ốc đập dê này thì nó còn sống thì nó sẽ thuôn lại rất là dễ nha mọi người. Cứng lắm. Nó để co giãn vào hết sức của nó rồi. Khi mà để một lát nó sẽ chết lâu thì nó sẽ thòn dê rất là dài, dài khoảng một tầm một gang tay. Nó còn mạnh thì nó sẽ teo lại như thế này. Tám sẽ đập thêm những con còn sống về mạnh như thế này nữa này. Đây mọi người. Con ốc thì biết tư thế đập thì rất là dễ nha. Đây, nó để teo lại như thế này. Do tém nướng sẽ đập ra như thế này. Còn đập nướng nguyên con thì nếu mà người nướng nguyên con thì sẽ không khều được. Những con ốc mà đập ra thì chỉ có luộc mới khều và đập ra được nha mọi người. Nướng thì sẽ bỏ cái vỏ, bởi vì nướng nó sẽ xét cái vỏ vào. Cái này là cái thoát giáo này. Cái thoát giáo thì vải nó rất là cứng và rất là bén. Mọi người làm cái thoát giáo thì sẽ rất khó làm. Người cắt những cái vi này ra hết thì làm mới dễ. Cứng lắm. Vải nó thì rất là cứng nha mọi người. Rất là khó làm. Dài lắm. Phải làm cho sạch vảy. Nếu không làm sạch vảy thì anh sẽ bị mén cổ. Vảy nó rất là cứng này. Cứng về bén lắm. Cái bò hòm này thì tám cũng bắt về, nhưng bắt tầm khoảng 10 ngày rồi nha mọi người, do bỏ đông mưa lấy dê để nướng luôn. Bò hòm này thì ăn rất là ngon, lát nữa sẽ nướng dê cho mọi người thưởng thức. Những sẽ để làm sơ que thôi, giờ thì bưng về nhà để rửa sạch nha mọi người. Bưng về nhà rửa sạch rồi thì sẽ nướng và thưởng thức hải sản. Một mâm hải sản tươi sống luôn mọi người. Thank you.
cái này rất là khó đánh vải luôn. Người xuyên đánh vải một tí nhưng ăn nó rất là ngon, giống như thịt ghẹ khô. Rồi, xong. Để làm cái xong nha mọi người. Những hải sản kia thì Tám đã biểu đem về trước rồi, về rửa sạch trước. Giờ thì còn ba con cá này để bưng về sau. Giờ Tám phải dọn dẹp những chỗ để làm. Rồi. Để làm sạch và rửa sạch hết rồi mọi người. Chờ bỏ than lên để nướng. Lúc này Tám để nguyên con và đập ra ba con để nướng nha mọi người. Để rửa sạch con hầu hương. Đây Tám sẽ cho Thiên Ân và Như Ý ăn hải sản nha mọi người. Con này để vô ngoài nướng hả cha hả? Nước mắm mê chấm bò hòm với ké thoát réo. Nước mắm mê thì ngoài Tám làm đơn giản thôi. Chỉ còn tỏi, ớt, mê và đường. Đâm nhuyễn vào thì cho một chút nước nóng vào là được nha mọi người. Chủ yếu là tỏi, ớt và mê. Càng chua ngọt ngọt về là được. Tỏi thì hơi mùi thơm. Còn nước mắm này là nước mắm chấm hải sản ốc với lại nhum. Ốc với lại nhum thì cũng đơn giản, chỉ có là muối, đường và ớt với lại nặng chanh vô là xong nha mọi người. Chỉ những món chấm đơn giản thôi, chứ Tám cũng chưa biết làm những nước mắm nào khác. Bây giờ thì bỏ lửa lên để nướng hải sản nha mọi người. Nướng bằng than. Than này anh em Tám tự hầm ra luôn. Có những video mà Tiên hầm than thì anh em Tám để hầm là như thế mọi người. Giờ thì lửa lứng lên thì sẽ nướng những con nhum và những con ốc. Hầu cùi hầu, do cùi hầu Tám lựa những con to nên phải cắt đôi ra như thế này cho nó nhanh chín. Mọi người để ý thì cùi dai nó sẽ khác hơn bình thường nha mọi người. Để bỏ lên than để nướng. Nhum thì sẽ cạo xuống cho nó gần sát miệng đáy cho nó sẽ nóng nhiều hơn. Còn ké bò hòm. Ké bò hòm này có được thì lên mạng sốt giá. Còn một ký thì tới 2 triệu rưỡi một ký nha mọi người. Nhưng ngoài đảo Tám thì keo tay thì có 106-107 ngàn một ký thôi. Chứ không có cái giá tới 1 triệu đâu mọi người. Cũng không có tới cái giá tầm 300-400 ngàn luôn. Những con này thì hơi nhỏ nhưng nó cũng khá to rồi. Có con thì 1 ký là 1,2 ký nha mọi người.
Hai sen gần chín rồi mọi người. Thơm lắm. Chuối lắm. Rất là thơm. Đây là chuối. Chính là rồi nha mọi người, mỗi thứ để chín mỗi con rồi, còn hải sản chưa kịp chín, nhưng hai đứa nó để đói bụng nha mọi người, nên tám sẽ bừng những hải sản chín trước để ăn trước. Lên trên bàn ra nha mọi người, chờ hai đứa tám sẽ bỏ nước chấm lên. Hai chào mọi người, hải sản tám để nướng chín rồi, giờ cho hai đứa nhóc ăn trước. Chào cô chú nha, chào cô chú nha. Giờ thì mời mọi người thưởng thức hải sản. Đây, đây là con hào hương nướng cứng nha mọi người. Còn con hào hương này thì nướng thường. Đây là con ốc bàn tay. Đây là cái bò hòm nè. Rồi, thì con ăn cái gì? Nhâm. Ăn nhâm. Thì con sẽ ăn nhâm trước nha mọi người. Chấm không? Cay á. Nhưng thì con thì ăn cay nha mọi người. Nóng á. Ý em đi. Ý em gì? Con này là con ốc bàn tay để đập ra. Chúng ta sẽ cắt ra. Chúng ta sẽ thưởng thức con ốc bàn tay vừa mới nướng luôn. Rất là ngọt nha mọi người, ngọt lắm, béo và hơi dài một tí nhưng ăn rất ngon, nó sẽ mềm hơn khúc đầu này nha mọi người, khúc này sẽ mềm hơn và ngọt hơn. Thưa ăn thì ăn cơm luôn, ăn cơm với nhum. Đây mọi người, còn cái nọ hòm này nó rất là ngon. Cái nẹt nó là như thế này nè. Thì ngon khóa nhất là ăn cái nẹt đùi gà như thế này. Nó giống một cái đùi gà nha mọi người. Nhưng khi ăn thì kèm theo cái gan của này. Kèm theo cái gan cuốn vào bánh tráng thì rất là ngon. Tráng sẽ cuốn bánh tráng với cái gan như thế này nè. Rất là béo. Chấm nước chấm này nha mọi người. Cuốn hơi dài quá chưa tới nẹt. Thì chấm lần thứ hai. Rất là thơm và béo nha mọi người. Thơm và béo lắm. Thường ăn ăn con hết luôn. Ăn một nửa đã ngán rồi, do nhum to. Ăn đùi gà không? Ăn thêm rồi. Ăn cùi hầu. Nóng rồi, trời ơi. Ăn sẽ ăn cùi hầu rất nóng, nó còn nóng lắm. Phải thổi. Còn ý nữa. Cứng quá.
cứng thì bỏ về. Còn cái củi đó mà nướng chưa chín thì rõ là cứng. Cái này dai lắm, nếu mà nướng chưa kịp chín là mọi người. Đây là anh cái này sẽ mềm hơn. Mời cô chú nha. Cô chú này. Đây hướng ăn củi hầu à. Mời cô chú nha. À, mọi người còn ké thợ giáo nha mọi người, cũng chấm bánh tráng nhưng tám thưởng thức thịt ké trước. Nó khô giống như là thịt gà luôn mọi người, khô và thơm. Thịt ong thì ăn bị mắc nghẹn do cá dê, do cá vằn này không mọi người. Cái vằn mà người không biết nhai cho kỹ thì nó rất là dai, giống như một sợi dây thun, nuốt vào thì nó sẽ máng cổ nha mọi người. Thiên ân bông be nước nên nó sẽ bị máng. Ăn các cùi ngọt này nó sẽ ngon. Ngon. Mời cô chú nha. Cô chú nha. Ngon nha cô chú. 10 điểm. Cái này là cá đùi gà này. Còn mỗi khi ăn ké thì nói cục này là đùi gà. Thì con chắc em nói những con ốc về những con ké là đùi gà. Ké cũng thế. Đây mọi người, cắt như thế này là thành cá đùi gà này. Cứng lắm. Không có răng thì nhai sẽ không nói mọi người. Do răng thì con nhai không đứt. Ăn cái nào. Tắm nước mắm dài nha mọi người. Mọi người biết sao hải sản còn nóng mà phải ăn bốc không? Bởi vì em bốc cho nó có kem rét và những cục nào còn nóng thì sẽ biết là nó còn nóng nha mọi người. Nếu không em bốc thì nó cũng ít ngon hơn mình dùng đũa. Vì những hải sản còn nóng như thế này, em bốc thì sẽ biết kem rét này nó còn nóng hay là không. Nếu còn nóng mình thì mình sẽ thổi cho nguội. Và bốc lên thì kem rét nó sẽ ngon hơn bình thường. Đây là củi hầu. Ăn rất là ngọt luôn. Cái vằn nó rất là dai, nhưng nhai lâu thì nó vẫn ngon bình thường. Mời cô chú nha. Cô chú. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. Đây mọi người, cái củi dai của nó thì khi mình khỏi ra thì nó vẫn dính dai như thế này, này. Dính dai như thế này ăn vào nhai rất là lâu. Lâu lắm mới đứt, không đứt đâu, chỉ có nuốt luôn. Rất là béo. Có vẻ hàu rất là ngon. Hàu thì hết trước nhất nha mọi người. Những con hàu thì còn cá vỏ không. Hàu thì hết trước nhất. Sẽ bỏ vỏ xuống dưới.
Tám mua mỗi thứ 5 con nha mọi người. Do gia đình Tám ít người nên Tám sẽ mua đủ ăn thôi, chứ không mua nhiều. Cá này cũng rất ngon, nhưng mà nhiều hải sản quá thì sẽ khó chọn lựa nha mọi người. Tám chỉ thưởng thức những thứ và giới thiệu cho mọi người xem. Còn hai đứa nhóc thì thích ăn hàu nhiều hơn. Thích ăn hàu hương là nhiều hơn nè. Còn duy nhất một con là thôi. Giờ thì Tám quay cho Lộc vào ăn. Lộc làm cameraman. Nãy giờ thì Lộc vô ăn. Những hải sản thì thưởng thức mỗi con mỗi chút ít. Còn hào hương thì hai nhóc ăn sạch luôn. Còn cục hào hương cuối cùng đây mọi người, chỗ các củi dai này. Tám sẽ cho Lộc ăn cục này thứ này. Con ngọt bích ừng đó, con ngọt cay không ạ? Ăn chỗ này xem về cảm giác như thế nào, có phải nó dai không? Dai. Nhai có đứt không? Ừ. Chỉ có nhớ à? Chỉ có nhai giống như nhai cầu mọi người. Nhai càng lâu thì nó vẫn càng vãi giống như cục cao su vậy mọi người. Nó một góc nhỏ vậy thôi. Nhai nói thì nhé chứ. Nhai cái bụi luôn vẫn không đứt nha mọi người. Mọi người ăn thì để ý nó sẽ khác hơn bình thường. Còn cái này thì ăn ngọt nè. Cái này thì những cái nẹt nó thì khỏi cần nhai. Khỏi cần nhai thì nó vẫn tan ra luôn. Nó mềm lắm. Không? Mềm. Tay có ăn được. Được. Thiên Ân rất lề khoái ăn những món nướng. Những món nướng thì Thiên Ân ăn rất nhiều. Còn Như Ý thì nhai không no cục đó. Nhưng vẫn cố rất dễ. À mọi người, cục này thì những đứa nhỏ như Thiên Ân gọi Như Ý thì nhai không bao giờ nổi nha mọi người. Người lớn thì sẽ nhai nổi, nhưng nhỏ như Thiên Ân thì nhai không nổi đâu. Giờ Tám vào cuối mình tráng tiếp nè. Còn kép bò hòm nha mọi người. Kép bò hòm này. Nó sẽ có những miếng nẹt bên trong như cái dè này. Dè nó rất là cứng về vảy. Nó cũng rất nhiều nạc. Ngon nhất là cái gan này nha mọi người. Cái gan này nếu có con đắng thì mọi người nên bỏ, vì những con nó sẽ đắng. Còn những cái gan không đắng thì ăn rất là ngon. Phải cuốn chung vô vào. Phải cuốn vào chung vô nạc nha mọi người. Để thêm tí rau vào. À, mọi người. Đây. Khô mùi kế và béo mùi vang nha mọi người. Thêm nước mắm chấm nữa thì rất là ok. Vì vang thì rất béo và thơm. Còn kế thì khô
về hơi bị hơi dai. Đắng lắm. Cái chết ngâm mà. Quá. Ốc cũng hết rồi mọi người. Ốc với hàu cũng đã hết, còn nhum. Chưa ngon rất là khoái ăn hải sản nha mọi người. Đây. Còn nguyên một con này nữa. Có lẽ video của Tám cũng kết thúc tại đây nha mọi người. Những sản Tám cũng đã ăn hết rồi. Giờ thì nếu mọi người thấy hay thì cho Tám một like và một đăng ký kênh để Tám có nhiều động lực ra nhiều video hấp dẫn cho mọi người xem. Giờ thì bye bye. Bye. Chào cô chú nha.